tại trung tâm thành phố Đà Lạt là một trường đào tạo nghề, trước đây được chọn là 15 trường trọng điểm đầu tư cho chương trình đào tạo nghề của quốc gia. Ngôi trường đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực điện, điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin, nông nghiệp sinh học ứng dụng, công nghệ ô tô, kinh tế và đặc biệt là du lịch. Đã từ lâu, trường triển khai đào tạo gắn liền với doanh nghiệp và đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, đã đạt kiểm định 4 lần theo chuẩn quốc gia và Anh Quốc. Đến nơi đây, các bạn có cơ hội việc làm, tiếp cận với đào tạo tiên tiến, yên tâm với việc làm sau khi ra trường và tiếp tục liên thông trình độ đại học với các trường uy tín trong và ngoài nước. Là ngôi trường đào tạo nhiều cấp độ, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học với chuẩn quốc gia khu vực và quốc tế, trường liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các trường của những nước có chất lượng đào tạo tốt như Australia, Nhật, Singapore, Hàn Quốc, Đức, Canada, Đài Loan. Hãy liên hệ với chúng tôi, trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, địa chỉ số 1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, thành phố Đà Lạt, điện thoại 02633 827 063, website cdndalat.edu.vn hoặc tương tác trực tiếp qua Facebook của nhà trường. Hãy gõ từ khóa tìm kiếm trường Cao đẳng nghề Đà Lạt để kết nối với chúng tôi.